Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh review sách của mình. Hôm nay mình muốn review ngay cho các bạn về một cuốn sách mình thấy rất là hay và đọc được ngày hôm nay. Cuốn sách có tên là Lãnh đạo đội ngũ 10 thách thức, 10 giải pháp. Và ngày hôm nay mình sẽ muốn review cho các bạn về cách mà mình sẽ xây dựng lòng tin của đội nhóm này, hay giúp đội nhóm vượt qua xung đột, hoặc là khuyến khích đội ngũ của mình một cách chia sẻ thông tin một cách thường xuyên nhất. Thì ok, mình sẽ đi vào phần đầu tiên mình đọc được trong ngày hôm nay nhé. Đó là phần xây dựng lòng tin. Thì mục đích của cái phần này là gì? Thì ta có 3 mục đích chính, đó là tạo thiện cảm và lòng tin này, rồi là khích lệ sự cởi mở và trung thực, và cải thiện sự công tác của đội nhóm của mình. À, mình quên mất, mình không nói với các bạn đó là cái cuốn sách này rất là hay. Khi mà mỗi cái chương đầu tiên thì luôn luôn có một bài tập để đánh giá cái đội ngũ của mình đang ở mức điểm như nào. Có điểm theo cấp bậc từ 1 đến 5. Điểm đầu tiên đó là điểm 1, nó sẽ tăng dần từ kém, rất kém, kém, tạm được, tốt và tuyệt vời theo thang điểm là 1 đến 5. Thì các bạn hãy tự đánh giá cái đội nhóm của mình rồi trước khi đọc đến cuốn sách này. Trong cái phần này thì ta cần phải đặt ra vấn đề là tại sao đội nhóm của bạn đang gặp một số tình huống sau đây, đó là sự thiếu sự tương tác này, thiếu sự tôn trọng, hoặc là những cái hành vi của người lãnh đạo không chuẩn mực, hoặc là những cái sự cởi mở với nhau thì thường không có. Thì trong cái phần thách thức đầu tiên này thì nó có đề cập đến cái lý do mà đội ngũ ta thiếu lòng tin này, giải thích những cái lý do đó, rồi là một số những cái lý do mà các thành viên mà không biết nhau, rồi là sự ảnh hưởng của cái việc không biết nhau đó như thế nào. Sau khi những cái một vài cái lý do đó thì nó đưa ngay lập tức cho ra một cái giải pháp để chúng ta có thể cải thiện cái lòng tin của đội nhóm, đó là giải pháp đầu tiên là khích lệ việc trò chuyện. Giải pháp thứ hai là cởi mở hơn với nhau. Hay một giải pháp khác đó là giải pháp về xây dựng các mối quan hệ chẳng hạn, hay là giải pháp về dành thời gian làm quen cho nhau, hoặc là những lần giữ lời hứa giữa các thành viên trong đội nhóm. Thì đấy là một cái cách là mình xây dựng lòng tin trong đội nhóm. Mà một phần cực kỳ quan trọng đó là một phần dành cho người lãnh đạo của đội nhóm. Thì tương ứng với những cái hành vi thì luôn luôn có những giải pháp, và những cái giải pháp đó sẽ tạo ra hành vi khác biệt như thế nào. Cuốn sách này đề cập rất là đầy đủ ở trong cái phần dành riêng cho người lãnh đạo. Một điều mình rất là thích ở cái cuốn sách này đó là nó còn viết sâu hơn một chút vào những cái suy nghĩ cảm xúc của người lãnh đạo đội ngũ, được trình bày khá là rõ ràng về các cảm xúc, ví dụ như là lo lắng này, sợ hãi, đau đớn hay thất vọng. Và cái phần cuối của cái thách thức này, cuốn sách còn đặt ra cho chúng ta một số những cái câu hỏi mà để chúng ta suy ngẫm. Ví dụ như là hãy quan sát đội ngũ của bạn và sẽ cần phải một số chú ý. Ví dụ như là tôi có thể làm gì để cởi mở hơn và tin cậy nhiều hơn này. Và chẳng hạn như tôi có thể thể hiện những gì để tạo thêm nhiều lòng tin, hoặc là có thể làm những gì để những người khác làm quen với nhau hoặc làm quen với chính bạn. Hay là bạn đóng vai trò gì trong cái mức độ cởi mở hoặc là tin cậy của đội ngũ. Và sau khi những cái phần này được đưa ra thì luôn luôn có một phần bài tập như mình vừa nói ban đầu, đó là thang điểm từ 1 đến 5 với cấp bậc tương ứng, đó là rất kém, kém, tạm được, tốt và tuyệt vời. Các bạn có thể đánh giá cái điểm đội ngũ của mình sau khi mà đọc hết cái thách thức đầu tiên. Thì cũng tương tự như là cái thách thức đầu tiên là thách thức về lòng tin, và thách thức thứ hai của sách này đưa ra là thách thức về vượt qua xung đột. Nên lần này mình chỉ nói ngắn gọn về một số những cái đạt được của cái thách thức vượt qua xung đột, đó là chúng ta sẽ cải thiện cái giao tiếp này, và chúng ta sẽ có những cái tư duy mở hơn, và những quan điểm mình sẽ nhìn nhận những quan điểm người khác, hay là những cái cuộc tranh luận lành mạnh. Và cái chương này cũng đề cập cho chúng ta luôn, đó là lý do tại sao mà đội ngũ chúng ta hay bị xung đột. Đầu tiên đó là lý do về thiếu giao tiếp, hay lý do về các sự khác biệt của những cá tính này, rồi là những cái mục tiêu nó hay bị xung đột lẫn nhau, hoặc những cái hành vi cạnh tranh không lành mạnh chẳng hạn. Thì những cái tác động của cái xung đột và căng thẳng trong đội ngũ là như thế nào thì các bạn có thể tìm đọc cái phần thách thức thứ hai này của cuốn sách. Nối tiếp cái thách thức thứ hai đó là cái thách thức 3 về khuyến khích đội ngũ mà chia sẻ thông tin. Cái phần này có điểm lợi gì thì các bạn hãy tự đọc cuốn sách này nhé. Và cái câu hỏi cho cái phần thách thức này đó là đội ngũ của bạn có hay chia sẻ thông tin với nhau hay không này, rồi là mọi người có giữ lại kiến thức chuyên môn không,
và làm cách nào để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho việc chia sẻ thông tin chính thức và phi chính thức. Hay là bạn là người lãnh đạo thì bạn phải làm gương trong việc chia sẻ thông tin một cách nào, và cái thành công mà sau khi bạn đạt được của cái việc chia sẻ thông tin. Thì đó là toàn bộ những gì mình đọc được trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn lắng nghe cái phần review của mình về cuốn sách Lãnh đạo đội ngũ 10 thách thức và 10 giải pháp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video review tiếp theo.